Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị thính giả. Quý vị đang trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2 cho 3 vùng khi mà quý vị đang lái xe ở DC, Maryland, Virginia. Ngày hôm nay chúng ta đã bước qua ngày thứ năm, ngày 12 tháng 3 năm 2020. Và thưa quý vị, những bản tin mới nhất trong ngày hôm nay đến cùng với Lê Ngọc, đó là nhà báo Đào Trường Phúc, để mà tường trình đến cho quý vị những bản tin mới nhất. Và trước khi mà bước vào những bản tin sôi nổi trong ngày hôm nay, Lê Ngọc xin mời quý vị bước vào tin thời tiết và giao thông tại thủ đô Washington như thường lệ. Bầu trời tại thủ đô Washington sáng ngày hôm nay trong sáng nhưng mà vẫn có những cái áng mây và những cái nắng rất là nhẹ nhàng của buổi sớm mai. Nhiệt độ hiện tại 50 độ nhưng mà đang có gió Tây Bắc thổi 6 dặm một giờ. Thành thử quý vị sẽ cảm nhận như đang ở 46 độ. Vào buổi trưa ngày hôm nay sẽ là một buổi trưa với những cái nắng nhẹ nhàng nhưng mà nhiệt độ cao nhất trong ngày thứ năm hôm nay 61 độ. Và buổi tối rất là thoải mái, 51 độ cho ngày thứ năm. Và những ngày còn lại trong tuần thì trước tiên Lê Ngọc thấy đều là những ngày có nhiều mây. Những cái nắng cũng chỉ là những cái nắng nhẹ nhàng của những ngày đầu mùa xuân. Nhưng mà nhiệt độ cho ngày mai thưa quý vị rất là đẹp, 73 độ cho ngày thứ sáu. Nhưng mà buổi tối lại lạnh, 39 độ. Ngày thứ bảy chỉ còn có 56 độ và buổi tối 40 độ. Ngày Chủ nhật thì vẫn tiếp tục nhiều mây, nhiệt độ 53 độ và buổi tối thì trở lại lạnh, 31 độ. Một ngày thật là bình an vì quý vị cũng biết là cái dịch bệnh COVID-19 Corona vẫn tiếp tục lây lan ở tại nước Mỹ. Thành thử Lê Ngọc xin mời quý vị bước vào Breaking News. Tổng thống Donald Trump trong ngày hôm qua, ông đã nói gì với lại tất cả người dân Hoa Kỳ vào lúc 9 giờ tối của tối ngày thứ Tư? Lê Ngọc xin mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, khi mà trong ngày 11 tháng 3 ngày hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố là cái dịch bệnh liên quan đến viêm đường phổi đường hô hấp COVID-19 do một cái vi khuẩn mới, đó là virus corona mà họ gọi là SARS-CoV số 2, là một đại dịch toàn cầu. Thì mời quý vị nghe Tổng thống Donald Trump ông đã tuyên bố như thế nào trong tối ngày hôm qua, tối ngày thứ Tư vào lúc 9 giờ tối đối với người dân Mỹ. Mời quý vị đón nghe. Quý vị vừa mới nghe những cái giây phút mà Tổng thống Donald Trump ông đã tuyên bố trong tối ngày hôm qua. Thì trong bài phát biểu đã được truyền hình trực tiếp tối ngày thứ Tư, Tổng thống Donald Trump ông đã thông báo là Hoa Kỳ sẽ cấm nhập cảnh từ châu Âu vào Mỹ, thưa quý vị, trong vòng 30 ngày vì lo ngại dịch viêm đường hô hấp COVID-19 virus corona với cái chủng mới, đó là SARS-CoV số 2. Và Tổng thống Donald Trump ông đã nêu rõ cái lý do chính để ngăn không có thêm những ca nhiễm mới xâm nhập vào nước Mỹ. Do đó sẽ ngừng tất cả những hoạt động đi lại từ châu Âu tới Mỹ trong vòng 30 ngày. Và cái quy định mới này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào đêm thứ Sáu, đó là ngày 13 tháng 3. Và ông còn nhấn mạnh châu Âu đã có rất nhiều, phải nói là có thêm nhiều ca nhiễm mới SARS-CoV số 2 do chính phủ của các nước châu Âu đã không ngăn những cái hoạt động đi lại từ Trung Quốc. Đó là nơi khởi động phát dịch cái bệnh COVID-19. Và trong bài phát biểu tối ngày hôm qua thì Tổng thống cũng đã khẳng định đây không phải là một cuộc khủng hoảng tài chính, mà ông cam kết là sẽ có biện pháp khẩn cấp để trợ cấp tài chính cho người lao động chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh. Và thưa quý vị, cái vấn đề mà ông cấm nhập cảnh Mỹ từ châu Âu trong vòng 30 ngày thì cái ảnh hưởng nó như thế nào, và ngay cả ở những đại sứ ở các nước Âu châu họ cũng lên tiếng và họ cho biết rằng đây là một cái lệnh từ nước Mỹ, từ Tổng thống Donald Trump rất là bất ngờ. Họ chỉ mới biết sau bài phát biểu mà thôi. Thì liên quan đến cái dịch bệnh COVID-19 thì theo các chuyên gia liên quan đến vấn đề truyền nhiễm, cho đến nay
thì COVID-19 con virus này dường như đã gây tử vong nhiều hơn và lây lan rất là nhanh. Và ngay cả những vị gọi là chuyên gia, những bác sĩ ở ngay trong Quốc hội Mỹ, họ còn tuyên bố rằng 150 triệu người Mỹ chúng ta có thể sẽ bị nhiễm COVID-19. Và Tổng thống Donald Trump thì khi do đó ông đã tuyên bố cái lệnh cấm có hiệu lực từ nửa đêm thứ sáu sắp tới. Riêng chỉ có du khách từ nước Anh là được miễn. Và cái lệnh cấm này là những người châu Âu không được vào Mỹ trong vòng 30 ngày, mà nhất là nước Ý. Rồi các hãng du thuyền thì đã có những cái đề nghị là cấm những người hành khách của họ, nếu mà muốn đi trên du thuyền thì những người trên 70 tuổi sẽ bị cấm, trừ khi những vị cao niên này trình giấy bác sĩ xác nhận đủ sức khỏe. Nhưng mà quý vị nghĩ là còn có ai muốn đi cruise nữa hay không trong cái thời gian này? Lê Ngọc chắc là quý vị thính giả của NVR, quý vị sẽ không đi trong cái thời gian này. Và có một cái tin từ hãng thông tấn Reuters thì cho biết rằng Tòa Bạch Ốc đã ra lệnh giữ bí mật những cuộc họp về liên quan đến chống dịch bệnh COVID-19. Đây là lệnh từ Tòa Bạch Ốc cho các lãnh đạo của những cơ quan y tế liên bang phải giữ bí mật những cuộc họp về dịch bệnh COVID-19. Với tất cả những cái sự lây lan đó thì tiếp tục, thưa quý vị, sau khi mà Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố là cấm người châu Âu không được vào Mỹ trong vòng 30 ngày thì Dow Jones ngay lập tức, thị trường Wall Street đã ảnh hưởng, lại tiếp tục rớt 1.464 điểm vào cuối ngày thứ tư khi mà thị trường Wall Street đóng cửa, cũng vì lo ngại ảnh hưởng COVID-19 nặng nề hơn. Và trước khi mà bước vào những bản tin liên quan đến thế giới thì Lê Ngọc gửi đến cho quý vị cái con số báo cáo về dịch bệnh COVID-19 ở ngay tại vùng của Lê Ngọc cho quý vị thính giả local ở DC, Maryland, Virginia. Thì cái kết quả báo cáo này vào tối ngày hôm qua đã được cập nhật. Thì ở DC, thưa quý vị, số người mà được thử nghiệm về COVID-19 là 39, 20 người là không bị, trong khi đó thì 15 người là có thể đang chờ đợi xem thử là cái kết quả như thế nào. Riêng có 4 người đã bị dương tính và đang gửi cái kết quả qua cơ quan CDC. Bên Maryland, tổng số người mà gọi là đã được thử nghiệm và cho biết là không bị là 94 người. Số người dương tính bị là 12 người. Riêng Virginia thì số người không bị khi mà họ khám nghiệm là 60 người, và số người cái kết quả của cuộc khám nghiệm trở về là dương tính là 9 người, và đang cái kết quả này đã được gửi đi cơ quan CDC. Thì với tất cả những cái sự lây lan trong vùng DC, Maryland, Virginia trong những ngày qua, mỗi ngày mỗi tăng, thì cái breaking news, thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả ở khu vực Loudoun thì Loudoun County trong sớm ngày hôm nay đã đưa ra một cái tuyên bố là tất cả những trường public school của vùng Loudoun đều đóng cửa bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến hết tuần tới vào ngày thứ sáu, vào ngày 20 tháng 3, và tất cả những sinh hoạt của tất cả những trường học về công cộng public đều đóng lại. Đó là những gì mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị, những bản tin cập nhật trong ngày hôm nay liên quan đến vấn đề dịch COVID-19. Thưa quý vị thính giả, khi mà chúng ta nghe rằng là Tổ chức Y tế Thế giới đã lên tiếng và cho rằng virus corona là một đại dịch, thì khi mà nói đến cái vấn đề này thì cái dịch bệnh luôn gắn liền với những thuyết âm mưu. Và những cái thuyết âm mưu này thì quý vị, chúng ta đừng có nên chuyển đi, hoặc là chúng ta phải nên kiểm chứng nha, thưa quý vị. Thì cứ mỗi đại dịch khi mà xảy ra luôn đi kèm cùng với những luồng thông tin sai lệch, và bên cạnh đó là những học thuyết âm mưu lại được truyền bá.
thì gần đây vô số những thông tin giả mạo và sai lệch đã ngập tràn trên trang mạng Internet. Quý vị cũng đã nghe trong những ngày qua, Lệ Ngọc cũng đã gửi đến cho quý vị. Vì chúng ta biết là hiện nay với lại Internet, với lại cái technology mới, thì những cái YouTube hoặc là những tin tức, những texting, những gì mà đăng trên Facebook được truyền đi rất là nhanh. Có cả đến hàng trăm ngàn người, rồi đến hàng triệu người theo dõi những YouTube, những Facebook. Do đó chúng ta phải biết là những thông tin nào là những thông tin thật sự, và chúng ta phải nghe từ những cơ quan truyền thông lớn hoặc là ở ngay cả những vùng quận, khi mà họ đưa ra những cái bản tin thì đó mới là thật sự. Thì một cái điều mà Lê Ngọc thấy nó đương nhiên là những tin tức mà gọi là tin vịt hay là những cái tin không đúng sự thật, thì một cái điều mà chúng ta lại cảm thấy nó rất là vô lý thì nó lại được chuyển đi rất là nhanh. Thì thưa quý vị, đó là một cái điều mà chúng ta phải cẩn thận để mà chúng ta đừng bị những cái tin này nó làm cho chúng ta phải hoảng loạn. Thì thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO khi mà họ phải lên tiếng, họ công bố là một đại dịch, thì cái điều đó tại sao họ lại có cái quyết định này? Thì những trường hợp bao gồm những người đi du lịch đã bị lây nhiễm ở một quốc gia bên ngoài rồi lại trở về đất nước của chính họ, hoặc là những người bị lây từ những du khách đó, thì được biết đến đó là những cái người mà họ đã truyền đi những cái bệnh này. Và cái quyết định của Tổ chức Y tế Thế giới WHO khi mà công bố một đại dịch thì cần phải có một cái đợt lây nhiễm gọi là từ người này sang người khác một cách rất là nhanh chóng trong cộng đồng. Và ngay khi mà một đại dịch toàn cầu được công bố thì các chính phủ cũng như là những hệ thống y tế cần phải bảo đảm là những cơ quan này đã chuẩn bị cho điều này. Một mặt khác, một đại dịch còn là một sự gia tăng đột ngột số ca nhiễm một loại bệnh mà có thể là duy nhất với lại một nước hoặc một cộng đồng. Và cái sự lây lan này đã tạo ra một cái lời lên tiếng tuyên bố từ Tổ chức Y tế Thế giới để mà công bố là một đại dịch. Và điều này có nghĩa gì cho cái cách thức bệnh được chữa trị và ứng phó? Thì Tổ chức WHO đã nhấn mạnh rằng việc sử dụng cái từ đại dịch toàn cầu không phải là để biểu thị cho một sự thay đổi trong cái khuyến cáo của Tổ chức WHO, cũng không thay đổi những gì mà WHO đang thực hiện và những gì mà các quốc gia trên thế giới nên làm. WHO vẫn tiếp tục kêu gọi các quốc gia nên kiểm tra, phát hiện, điều trị, cô lập, truy tìm và huy động người dân của chính nước họ. Mỗi một nước nên cũng phải tự có những cái phương pháp để mà giải quyết cho cái vấn đề lây lan. Do đó quý vị đã thấy là từng tiểu bang một ở nước Mỹ thì tất cả những thống đốc của tiểu bang này họ cũng lên tiếng là họ đã có những giải pháp gì để mà ngăn ngừa cái sự lây lan. Và thưa quý vị, Lê Ngọc xin mời quý vị đến với vài giây phút quảng cáo của những cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho làn sóng của đài phát thanh NVR, để Lê Ngọc có thể mời nhà báo Đào Trường Phúc qua Skype tiếp tục cùng với Lê Ngọc tường trình đến cho quý vị những bản tin mới nhất trong ngày hôm nay. Và tiếp tục, Lê Ngọc xin gửi đến cho quý vị một thông báo của trung tâm Eden Center. Thì vì quý vị cũng đã biết có những cái tin đồn thất thiệt đã cho rằng là có nhân viên của một nhà hàng ở ngay khu trung tâm thương mại Eden Center là người đã bị nhiễm COVID-19 dương tính ở tại Maryland Montgomery. Thì cái tin này, thưa quý vị, khi mà quý vị nghe nói tin đồn và tin vịt thì quý vị biết là không đúng sự thật. Và vì cái tin đồn này vô căn cứ về coronavirus, thành thử ban giám đốc của trung tâm Eden Center đã lên tiếng xác nhận và đã đưa ra một thông báo là chưa có một trường hợp lây nhiễm nào dương tính đã được chính thức xác nhận ở tại khu vực của trung tâm Eden Center. Và ban giám đốc của trung tâm Eden Center, họ đã phải tăng cường nhân viên và luôn làm việc mỗi ngày để tạo ra một cái sự an toàn tối đa cho tất cả những cửa tiệm ở trong khu vực của trung tâm Eden Center.
và Eden Center đã thiết lập những trạm vệ sinh. Quý vị sẽ thấy những cái trạm này có sử dụng những loại rửa tay thuốc sát trùng sanitation ở khắp trung tâm của Eden, và cũng có những cái dấu hiệu để mà những cái bảng hiệu để mà nhắc nhở quý vị rửa tay ở khắp cửa tiệm thường xuyên hơn. Và nhân viên dọn vệ sinh của trung tâm Eden Center đã gia tăng số lần dọn dẹp ở những hành lang và ở ngay cả trong những phòng tắm, những restroom. Quý vị có thể nhận thấy được cái điều này ở ngay tại trung tâm Eden Center. Làm sạch những nhân viên này, họ đã làm sạch tất cả những cái tay nắm cửa và lối vào những cái cửa hàng. Và Eden Center đã phun thuốc khử trùng toàn bộ trung tâm vào mỗi đêm. Đó là thông báo của trung tâm Eden Center vừa mới đưa ra từ trong ngày hôm qua. Và theo cái tình hình thực tế của mỗi ngày mà trung tâm Eden Center sẽ để ý đánh giá lại những biện pháp để mà phòng ngừa và bổ sung khi mà cần thiết. Do đó quý vị hãy đừng nghe những cái tin đồn, những cái tin vịt nhảm mà chưa được xác nhận. Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với những bản tin của đài NVR được phát đi trên làn sóng FM 100.3 HD2 cho 3 vùng DC, Maryland, Virginia. Và quý vị vẫn đang nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và qua hệ thống YouTube NV Radio Việt Nam Live. Và Lê Ngọc đã có nhà báo Đào Trường Phúc. Lê Ngọc xin chào anh Phúc. Dạ vâng, kính chào quý thính giả, chào cô Lê Ngọc. Dạ vâng, và để nhanh chóng bước vào bản tin trong ngày hôm nay, Lê Ngọc mời anh cập nhật về tình hình của coronavirus. Lê Ngọc đã thưa với quý vị là trong ngày hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố đây là một đại dịch toàn cầu. Anh có thể phân tích cho quý vị là tại sao WHO tới ngày hôm qua thì mới tuyên bố, và nhất là tình hình coronavirus tại Âu Châu, Trung Đông, Á Châu, mà trong đó có cả Việt Nam, và những gì đang xảy ra ở tại nước Mỹ của chúng ta với cái sự lây lan và những gì mà Tổng thống Donald Trump ông đã tuyên bố trong bài phát biểu của ông vào tối ngày hôm qua, thưa với lại anh Phúc. Dạ vâng, thưa quý thính giả, ngày hôm nay thứ năm 12 tháng 3 chúng ta có rất nhiều tin tức cập nhật, bởi vì một loạt các sự kiện như quý thính giả đã theo dõi và đã biết là diễn ra trong ngày hôm qua thứ tư 11 tháng 3, thành ra một loạt tin tức chúng ta sẽ phải cập nhật với nhau. Thì thưa quý khán giả, để mà bước vào cái tình hình mà cả thế giới bây giờ đang chú tâm tới, tức là tình hình dịch bệnh coronavirus COVID-19, chúng ta biết là dịch bệnh đã lan rộng coi như là khắp thế giới rồi, năm châu lục, tức là từ 114 cho tới 121 quốc gia, tùy theo cái cách mà thống kê. Như là thí dụ Đại học Johns Hopkins có làm cái thống kê, và cái con số thấp nhất đó là 114 quốc gia trên thế giới đều có những trường hợp lây nhiễm dịch bệnh coronavirus, và cái số trường hợp lây nhiễm cứ tiếp tục tăng lên hoài. Chúng ta biết là đến ngày hôm qua đó là 126.000 người trên toàn thế giới đã bị lây nhiễm. Và số tử vong, tức là số người chết vì coronavirus cũng cứ tăng lên. Đến ngày hôm qua là con số là 4.389 bệnh nhân đã thiệt mạng vì coronavirus. Tình trạng như vậy, cho nên là như quý khán giả đã biết là Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm qua đã chính thức tuyên bố đây là một đại dịch toàn cầu. Và ông Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, ông có nói rất là rõ cái việc mà tuyên bố đại dịch toàn cầu, tức là pandemic, không phải là một chuyện dễ dàng đối với Tổ chức Y tế Thế giới. Họ đã phải đắn đo, cân nhắc nhiều lắm suốt trong 2 tháng trời vừa qua, và bây giờ thì họ mới chính thức công bố khi mà thấy rõ những cái tiêu chuẩn mà WHO, tức là Tổ chức Y tế Thế giới đặt ra, rõ ràng là hội đủ rồi, cho nên phải tuyên bố đại dịch toàn cầu.
Chúng ta biết là từ cuối tháng Giêng năm 2020, tức là cuối năm ngoái bước sang năm nay, là dịch bệnh bùng phát ở Trung Hoa lục địa và lan qua một số nước châu Á. Lúc đó, chúng ta nhớ lại thì chúng ta thấy là Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố tình trạng khẩn trương y tế toàn cầu. Tình trạng khẩn trương chỉ là emergency mà thôi, và ở mức độ toàn cầu, tức là global. Nhưng lúc đó Tổ chức Y tế Thế giới không gọi là đại dịch toàn cầu. Và liên tiếp qua đến tháng 2, khi mà được hỏi nhắc thì Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới vẫn không có nói rằng đây là đại dịch toàn cầu. Bởi vì tổ chức này nhận định là dịch bệnh chưa tới mức không thể nào ngăn chặn nổi. Cho nên theo cái tiêu chuẩn của Liên Hiệp Quốc, và chúng ta biết là Tổ chức Y tế Thế giới là thuộc Liên Hiệp Quốc, thì Tổng Giám đốc của tổ chức này đã nhắc lại cái nhận định đó. Và đến ngày hôm qua, đến ngày hôm kia thì đúng hơn đó, là ngày 9 tháng 3 đó, khi mà họp báo, ông vẫn lặp lại là đại dịch toàn cầu đó là cái tình trạng, một cái mối đe dọa rất là có thật. Tức là hôm 9 tháng 3 là chúng ta nhớ lại, chúng ta thấy là ông Tổng thống Hùng đã xác định là cái mối đe dọa đó rất là thật. Nhưng ông cũng nói thêm là nếu mà là đại dịch toàn cầu đó thì sẽ là đại dịch đầu tiên trong lịch sử mà có thể được kiểm soát. Vì sao? Vì chúng ta không khoanh tay để mặc cho virus hoành hành. Đó là câu phát biểu của ông Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Toàn cầu hôm 9 tháng 3. Đến ngày hôm qua thì ông chính thức tuyên bố bây giờ chúng ta phải coi cái COVID-19 là một đại dịch toàn cầu. Và ông nói thêm là chúng ta vẫn có thể khống chế được đại dịch này nếu tất cả mọi quốc gia phải phát giác, phải xét nghiệm, phải cách ly, phải chữa trị, phải theo dõi và phải động viên dân chúng ứng phó kịp thời, thì chúng ta vẫn có thể khống chế được đại dịch này. Thưa quý khán giả, nhắc tất cả những điều như vậy để chúng ta thấy là Tổ chức Y tế Thế giới đã đắn đo cân nhắc lắm mới đi đến lời tuyên bố đại dịch toàn cầu. Và chúng ta cũng nhắc lại lời phát biểu của ông Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khi mà ông chuẩn bị tuyên bố đại dịch toàn cầu, thì ông có nói rằng có hai điều để ông tin tưởng là dịch COVID-19 có thể được khống chế. Điều thứ nhất là nhiều quốc gia đang có những hành động quyết liệt để đối phó với dịch bệnh. Và điều thứ hai là số thống kê cho thấy là trong số hơn 80.000 trường hợp lây nhiễm ở Trung Hoa lục địa thì có tới trên 70%, tức là 59.000 bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện. Đó là một cái tỷ lệ hồi phục rất là cao. Và chính vì vậy mà ông Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông cho rằng là vẫn có những cái dấu hiệu lạc quan là chúng ta có thể khống chế được dịch bệnh nếu chúng ta quyết tâm thực hiện những biện pháp quyết liệt để mà khống chế nó. Thưa quý khán giả, là bây giờ hồi nãy chúng ta vừa mới nói đến Trung Hoa lục địa, thì đó là cái nơi mà phát xuất cái virus coronavirus ở thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc. Và dĩ nhiên đó là cái nơi mà cái số lượng trường hợp lây nhiễm cao nhất thế giới và cái số người chết vì virus cũng cao nhất thế giới. Bên cạnh Trung Hoa lục địa thì ở đâu bây giờ đang là nơi bị coronavirus tấn công dữ dội nhất? Câu trả lời là nước Ý. Và nước Ý cũng là nơi đang áp dụng các biện pháp rất mạnh để mà ngăn chặn dịch bệnh lan tràn. Cách đây chỉ có vài ngày thôi, thưa quý vị giả, ngày thứ hai, 9 tháng 3 đó, là nước Ý trong ngày thứ hai có thêm tới 1.797 trường hợp lây nhiễm. Và như vậy là tổng số lây nhiễm vào ngày thứ hai đó là 9.172 người. Và số người chết đó là cũng đã lên tới 463 người chết. Đó là ngày thứ hai. Và vì tình trạng
Đến như vậy cho nên là Thủ tướng Ý là ông Giuseppe Conte, ông đã công bố lệnh hạn chế đi lại trên toàn quốc kể từ ngày 10 tháng 3 cho đến ngày 3 tháng 4. Lệnh hạn chế đi lại trên toàn quốc khắp nước Ý đó, có nghĩa là 60 triệu người dân Ý khi đi ra ngoài khu vực cư trú đều phải có lý do chính đáng, phải chứng minh với cảnh sát là đi đâu. Nếu mà lý do đó chính đáng và ký giấy xác nhận thì lúc đó mới được di chuyển, còn không thì ai ở trong nhà người nấy, không có nhúc nhích. Tất cả các trường học đều đóng cửa cho đến ngày 3 tháng 4. Từ hôm thứ Hai cho đến ngày hôm qua, nước Ý lại tăng thêm cái biện pháp hạn chế nữa. Và ngày hôm qua là chúng ta biết rằng ở tất cả toàn lãnh thổ nước Ý đó, tất cả các quán rượu, quán cà phê, tiệm ăn được lệnh đóng cửa hoàn toàn, đóng hết. Và những người vi phạm có thể phải ngồi tù tối đa 3 tháng hoặc là phải đóng tiền phạt tới 206 euro, có nghĩa là $225. Và Thủ tướng Ý có lên tiếng kêu gọi hai lần, hôm thứ Hai và ngày hôm qua, ông kêu gọi cái sự hy sinh của toàn thể dân chúng. Ông nói một cách khẩn thiết là mọi người phải hy sinh, thay đổi đời sống của mình, phải chấp nhận, không có thể nào đi ra đường tụ tập ăn uống, ca hát, nhất là cái thói quen mỗi ngày của người dân Ý là phải đi ra ngoài quán ở góc đường để uống cà phê, thì phải bỏ tất cả những cái thói quen đó trong một thời gian để mà khống chế cái dịch bệnh này. Đó là vì quyền lợi chung của cả xã hội, và ông Thủ tướng Ý đã kêu gọi dân chúng như vậy. Chúng ta biết là lúc trước đó, là chỉ có một miền Bắc nước Ý là dịch bệnh lan tràn thôi, cho nên cái lệnh hạn chế đi lại đã từng được áp dụng rồi, nhưng chỉ áp dụng cho miền Bắc nước Ý thôi, tức là 16 triệu dân Ý. Nhưng mà đến đầu tuần này thì lệnh này đã áp dụng cho toàn thể 60 triệu người dân Ý. Nhưng mà bắt đầu từ thứ Hai và qua đến ngày hôm qua thì chúng ta thấy tình hình ở nước Ý ra sao. Chúng ta thấy là tin tức cập nhật nó có một cái điều là nếu mà so sánh thì những cái trường hợp lây nhiễm cũng như là những cái số bệnh nhân tử vong đó thì đang có khuynh hướng chậm lại ở Trung Hoa lục địa và chậm lại ở Nam Hàn. Đó là hai nơi mà cái số lây nhiễm và số tử vong rất cao. Thì ông Tổng Thư ký, ông Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới đã nhắc đến điều này. Và đúng như vậy, cái số trường hợp lây nhiễm và số bệnh nhân tử vong chậm lại ở hai quốc gia Á Châu đó, nhưng mà vẫn tăng cao ở nước Ý. Thí dụ chúng ta so sánh thì chúng ta thấy là hôm thứ Tư, tức là hôm qua đó, thì Bộ Y tế Trung Cộng loan báo là chỉ có 36 trường hợp lây nhiễm mới và chỉ có 22 bệnh nhân tử vong. Thì 36 trường hợp và 22 người chết là những con số thấp nhất kể từ tháng Giêng ở Trung Cộng. Ở Nam Hàn đó, thì ngày hôm qua có thông báo là 242 trường hợp lây nhiễm mới. Và đến ngày hôm nay chúng ta biết là có thêm 6 bệnh nhân tử vong ở Nam Hàn. Và đó cũng là những con số rất thấp so với cái những con số mà hàng trăm bệnh nhân lan nhiễm mỗi ngày và con số tử vong tăng lên vùn vụt mỗi ngày mới cách đây có hơn một tuần mà thôi. Thì như vậy là ở Trung Hoa lục địa và ở Nam Hàn là cái tình hình dịch bệnh có khuynh hướng là chậm lại, tức là có vẻ là đã được khống chế, đang được khống chế. Và đó là lý do mà Chủ tịch Nhà nước Trung Cộng Tập Cận Bình đã đến thăm thành phố Vũ Hán ngày hôm qua. Nhưng mà nếu mà so sánh thì chúng ta thấy là cùng ngày hôm qua, 11 tháng 3, thì nước Ý có thêm bao nhiêu trường hợp lây nhiễm? 2.213 trường hợp lây nhiễm. Và như vậy là đến ngày hôm qua là tổng số người bị lây nhiễm ở nước Ý đã trở thành một con số rất cao, 12.462 người. Số người chết thì sao? Số người chết thì ngày hôm qua nước Ý cũng thêm 196 trường hợp tử vong nữa. Và như vậy là tổng số bệnh nhân chết vì coronavirus ở trên nước Ý đã lên thành 827 người. Đó là tình trạng nước Ý. Thì thưa quý khán giả, giới quan sát
theo dõi rất sát chuyện này, từ Tổ chức Y tế Thế giới cho đến Tổ chức Y tế ở các quốc gia và cả giới truyền thông nữa, theo dõi rất sát cái tình hình, có một cái sự so sánh như vậy giữa Á Châu và Âu Châu, thì họ đi đến cái nhận định như thế nào? Thưa quý giả, họ nhận định là ở Ý, chúng ta vừa mới nói đến hai con số, bây giờ tổng số lây nhiễm là 12.462 người và số người chết đã là 827 người, nhưng không phải chỉ có nước Ý mà những quốc gia liên bang của nước Ý cũng vậy. Ở Pháp là có bao nhiêu? 2.281 trường hợp lây nhiễm, 48 bệnh nhân tử vong. Ở Đức, 1.908 trường hợp lây nhiễm, 3 bệnh nhân tử vong. Ở Tây Ban Nha còn khủng khiếp hơn, 2.277 trường hợp lây nhiễm và 55 bệnh nhân đã tử vong chỉ trong vòng tuần rồi thôi. Và như vậy là Ý, Đức, Pháp, Tây Ban Nha và những quốc gia khác ở Âu Châu đó, bỗng nhiên làm cho Âu Châu trở thành tâm điểm mới của dịch bệnh COVID-19. Tức là bây giờ, trong khi ở bên Á Châu tình hình đang lắng dịu lại, thì Âu Châu bỗng trở thành một điểm nóng của dịch bệnh này. Thì bây giờ chúng ta nói đến Trung Đông. Trung Đông thì tính đến cuối ngày hôm qua thứ Tư 11 tháng 3 thì quý giả biết là Trung Đông là cái nơi mà nóng bỏng nhất là Iran. Thì Iran đã có thêm 958 trường hợp lây nhiễm mới. Và như vậy tổng số người lây nhiễm ở Iran, nếu con số này được xác nhận, tức là chính phủ Iran thành thật đó, thì tổng số người bị lây nhiễm ở trên toàn đất nước Iran đã lên thành 9.000 người rồi. Và ngày hôm qua đã thêm 63 trường hợp tử vong. Như vậy là số bệnh nhân chết vì coronavirus trở thành là 354 người. Đó là tình trạng ở Iran, là quốc gia ở Trung Đông mà bị coronavirus hoành hành dữ dội nhất. Á Châu thì sao? Bây giờ chúng ta lại trở lại với tình trạng Trung Hoa lục địa và các quốc gia Á Châu vào cuối ngày hôm qua, tức là thứ Tư 11 tháng 3. Thì ở Trung Hoa lục địa, số người lây nhiễm được xác định là 80.790 người. Và số bệnh nhân tử vong cho đến ngày hôm qua tổng kết là 3.158 người đã chết vì coronavirus. Đó là Trung Hoa lục địa. Nam Hàn thì có 7.755 người lây nhiễm, có 60 bệnh nhân tử vong. Nhật Bản thì có 639 người lây nhiễm và có 15 bệnh nhân tử vong. Chúng ta nói thêm một chút về Việt Nam. Tức là Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam có đưa ra con số, và con số này ở cái thống kê của Đại học Johns Hopkins cũng xác nhận đúng như vậy. Tức là hiện nay có 38 trường hợp lây nhiễm coronavirus ở Việt Nam. Và vẫn theo Bộ Y tế của Cộng sản Việt Nam thì 16 người bị lây nhiễm trước đó đã khỏi bệnh và đã được xuất viện, chưa có một bệnh nhân nào tử vong. Thì chúng ta sẽ trở lại với tình hình coronavirus khi mà chúng ta cập nhật tin tức về thời sự ở Hoa Kỳ. Tại vì có những tin tức mà chúng ta phải cập nhật, thưa quý khán giả, chẳng hạn những tin tức mới nhất, mới 5 giờ sáng ngày hôm nay thôi, liên quan đến coronavirus ở nước Mỹ. Thành ra chúng ta sẽ phải cập nhật những cái tin đó khi mà chúng ta trở lại cái phần tin tức thời sự nước Mỹ. Thì thưa quý giả, chúng tôi muốn nói thêm một điều là khi mà Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đại dịch toàn cầu, thì đồng thời những giới chức của Tổ chức Y tế Thế giới cũng họp báo và cũng nói thêm về cái lời tuyên bố đó. Thưa quý giả, điều mà họ nhắc đi nhắc lại và họ nhấn mạnh đó, là khi mà từ cái lời tuyên bố tình trạng khẩn trương y tế toàn cầu mà đi đến lời tuyên bố đại dịch toàn cầu đó, thì rõ ràng là Tổ chức Y tế Thế giới đã có một bước đi, và họ nhấn mạnh là điều này chỉ có ý nghĩa là các chính phủ của các quốc gia phải áp dụng những biện pháp quyết liệt, những biện pháp khẩn trương
để mà bảo vệ sức khỏe cho dân chúng. Tức là sẽ phải có những sự hạn chế đi lại, những sự hạn chế du lịch một cách chặt chẽ, và những cái hoạt động về thương mại đó cũng sẽ phải bị siết chặt lại. Những cuộc tụ tập đông người phải siết chặt lại, tất cả đều phải siết chặt hết. Và đó là cái điều khác biệt khi mà từ tình trạng khẩn trương y tế mà đi được qua lời tuyên bố đại dịch toàn cầu. Thưa quý khán giả, sở dĩ Tổ chức Y tế Thế giới phải nhắc đi nhắc lại như vậy là bởi vì không muốn cho tất cả những người dân trên thế giới hốt hoảng khi mà thấy cái chữ đại dịch toàn cầu. Chúng ta trở ngược dòng lịch sử một chút để chúng ta coi là như vậy thì cái lần chót mà Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đại dịch toàn cầu là hồi nào? Thưa quý khán giả, đó là hồi năm 2009, về một cái dịch cúm mà chúng ta thường quen gọi là cúm heo đó, tức là swine flu. Cái dịch bệnh swine flu năm 2009 là đã khiến cho Tổ chức Y tế Thế giới phải tuyên bố là đại dịch toàn cầu, bởi vì lúc đó cái virus virus H1N1, cái chủng loại virus này đã lan rộng rất nhiều quốc gia mà chỉ trong một thời gian kỷ lục là 6 tuần lễ mà thôi. Và như vậy thì tức là 11% cho tới 21% dân chúng ở toàn thế giới đó, tức là nói theo con số là từ 700 triệu người cho đến 1 tỷ 4 người trên thế giới đã nhiễm vi khuẩn, đã nhiễm virus H1N1 của cái dịch cúm heo đó. Và vì như vậy cho nên là bắt buộc phải tuyên bố đại dịch toàn cầu. Nhưng mà chúng ta cũng nên mở dấu ngoặc để mà ghi nhận là số tử vong của những người mà bị bệnh cúm heo hồi năm 2009 đó là một cái tỷ lệ rất là thấp. Tức là tỷ lệ tử vong chỉ có vào khoảng 0.01 cho đến 0.08% mà thôi. Và tỷ lệ tử vong như vậy là thấp. Thì thưa quý giả, chúng ta nhắc về cái dịch cúm heo hồi năm 2009 để bị chúng ta thấy bây giờ là Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố đại dịch toàn cầu cho cái dịch coronavirus, và tỷ lệ tử vong cho đến giờ phút này đó, thì theo Tổ chức Y tế Thế giới cao hơn cái dịch cúm heo lúc trước, tức là vào khoảng chừng 2% tỷ lệ tử vong vì coronavirus, vào khoảng 2%. Thì thưa quý giả, những điều đó cho chúng ta thấy rằng dịch COVID-19 là một cái dịch nguy hiểm. Còn nếu mà đối với những cái dịch bệnh mà cũng do những cái vi khuẩn, gần đây nhất thì chúng ta biết là cũng là một chủng loại coronavirus, nếu mà so sánh thì chúng ta biết là gần đây là có dịch SARS là cũng lây lan rất là rộng và cũng làm thiệt mạng nhiều người. SARS tức là viết tắt của hội chứng hô hấp cấp tính, Severe Acute Respiratory System, và dịch MERS tức là viết tắt của hội chứng hô hấp vùng Trung Đông, tức là Middle East Respiratory Syndrome. Thì hai dịch này, dịch SARS và dịch MERS, nếu mà chúng ta so sánh thì chúng ta sẽ thấy có một cái dấu hiệu tương đối là chúng ta đỡ lo lắng một chút. Đó là số người chết vì dịch SARS và về dịch MERS đó cao hơn cái tỷ lệ chết bây giờ của dịch coronavirus. Đó là một điều chúng ta thấy là hai cái dịch bệnh trước đó là đã lan rất là rộng và rất là nhanh, và tỷ lệ tử vong cho đến giờ phút này, thưa quý khán giả, là vẫn còn cao hơn cái tỷ lệ tử vong vì dịch coronavirus, tức là COVID-19. Đó là những gì mà chúng ta tạm thời cập nhật sau khi Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức tuyên bố là COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Và chúng ta sẽ phải trở lại khi mà chúng ta
cập nhật tin tức về thời sự Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ phải trở lại với cái dịch bệnh này và chúng ta sẽ cập nhật những tin tức liên quan đến sự hoành hành của đại dịch COVID-19 ở nước Mỹ. Xin trở lại với cô Lê Ngọc. Dạ vâng, thưa Vên Phúc, chúng ta tạm để qua một bên rồi trở lại một cách chi tiết hơn những gì về liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Thì thưa với anh, tình hình ở Trung Đông như thế nào và nhất là ở Afghanistan? Hoa Kỳ đã bắt đầu rút quân đợt một chưa? Rồi cái phản ứng từ Quốc hội Hoa Kỳ với những gì đang xảy ra ở Afghanistan như thế nào? Lê Ngọc xin mời anh tường trình đến cho quý vị thính giả, thưa anh. Dạ vâng, chúng ta... cô Lệ Ngọc nói điều đó là tôi hoàn toàn đồng ý. Mặc dù chúng ta tập trung cái sự chú ý vào dịch bệnh coronavirus trên toàn thế giới, nhưng mà hồi nãy chúng ta nói đến vùng Trung Đông, chúng ta nói đến Iran, nhưng mà chúng ta cũng không thể nào không nói đến tình trạng Afghanistan, bởi vì tình trạng Afghanistan cũng liên quan rất là chặt chẽ với nước Mỹ. Lý do là vì quân đội Mỹ là cho đến giờ phút này vẫn đang đồn trú ở Afghanistan, một cái quân số trên dưới 13.000 binh sĩ. Và hôm đầu tuần này đó, là hôm thứ hai đó, thì chúng ta có tin tức là quân đội Hoa Kỳ bắt đầu rút quân đợt một khỏi Afghanistan. Thì cái chuyện đó là như thế nào, thưa quý giả? Điều đó là căn cứ vào lời phát biểu của phát ngôn viên lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại Afghanistan vào hôm thứ hai. Thì ông phát ngôn viên này cho biết là các binh sĩ Mỹ bắt đầu rời khỏi Afghanistan theo cái thỏa thuận mà đã ký kết hồi tuần trước giữa Mỹ và Taliban và lực lượng võ trang Taliban. Nhưng mà chúng ta có thể nói một chút về cái thỏa thuận này. Tí nữa chúng ta sẽ phải trở lại nói rõ hơn về cái thỏa thuận này. Chúng ta biết là cái thỏa thuận đó đã được ký kết và đã được thi hành, bắt đầu thi hành vào ngày 29 tháng 2. Chúng ta biết như vậy. Chúng ta sẽ trở lại chi tiết hơn. Nhưng mà cái điều mà chúng ta phải nói với nhau, thưa quý vị giả, phải nói ngay là cái việc mà quân đội Mỹ rút quân đợt 1 xảy ra giữa một tình trạng, nếu mà dùng chữ hỗn loạn thì quá đáng, nhưng mà một tình trạng khủng hoảng chính trị ở Afghanistan. Đó là điều đáng chú ý và cũng là điều đáng ngại. Tại sao lại gọi là khủng hoảng chính trị? Là bởi vì Afghanistan vừa mới trải qua một cuộc bầu cử từ hồi năm ngoái, cuối năm ngoái, mà đến bây giờ mới có kết quả, và kết quả đó vẫn không có đưa tới cái sự ổn định chính trị. Là tổng thống hiện nay ở Afghanistan, là chúng ta biết là ông Ashraf Ghani, ông đã được coi là người đắc cử nhiệm kỳ 2 đó, là qua cái cuộc bầu cử vừa rồi. Nhưng mà nhân vật đối lập với ông Ghani, tức là ông lãnh tụ Abdullah, ông không công nhận cái kết quả bầu cử đó. Và hai người đều tuyên thệ nhậm chức cùng với nhau cùng một ngày. Hai người đều tuyên bố mình là tổng thống của Afghanistan. Và như vậy thì quý thính giả tưởng tượng là một đất nước mà mấy chục năm nay đã thường xuyên chìm trong bạo lực, thường xuyên chìm trong bất ổn, bây giờ lại có tình trạng hai nhân vật cùng tuyên bố là tổng thống của Afghanistan. Thì nó như thế nào? Tại sao lại xảy ra như vậy? Là vì bầu cử từ hồi tháng 9 năm ngoái, nhưng mà công bố kết quả lại không công bố được, bởi vì cứ khiếu nại, rồi kỹ thuật đếm phiếu cũng bị lỗi, cho nên lằng nhằng mãi. Cho đến tháng 2 vừa rồi mới có thể công bố kết quả. Và kết quả được công bố thì cho thấy là đương kim tổng thống Ashraf Ghani chiến thắng, nhưng mà cái tỷ lệ chiến thắng rất là khít khao. Và do đó ông lãnh tụ đối lập, tức là ông Abdullah là một giới chức cao cấp của chính quyền Afghanistan, ông không công nhận cái kết quả đó. Và ông Abdullah đã tuyên bố thành lập một chính phủ của riêng ông. Đó là cái chuyện đã xảy ra. Sau đó thì Hoa Kỳ có vào cuộc. Đại sứ Mỹ,
đúng ra là đặc sứ Hoa Kỳ ở Afghanistan là ông Zalmay Khalilzad. Ông Khalilzad đã đóng vai trò trung gian để mà cố gắng tạo ra một cái cuộc đàm phán giữa ông Ashraf Ghani và ông Abdullah để cho hai ông ngồi lại với nhau, để đừng có gây ra cái chuyện là một quốc gia hai tổng thống. Nhưng mà cái việc mà trung gian hòa giải của ông đặc sứ Hoa Kỳ thất bại và bế tắc chính trị xảy ra và lên tới cao điểm vào ngày thứ hai tuần này. Tức là hai ông đều tuyên thệ. Một ông thì làm lễ nhậm chức là ông tổng thống đương nhiệm Ashraf Ghani. Ông Abdullah thì làm lễ tuyên thệ cũng ở thủ đô Kabul và cũng vào cùng thời điểm đó. Và giới quan sát gọi đây là một thảm họa chính trị. Bởi vì cái chuyện mà một quốc gia hai tổng thống như vậy, nó sẽ kéo theo những cái hệ lụy về an ninh quốc gia, về đoàn kết quốc gia. Và gần nhất là, thưa quý khán giả, là chuyện gì? Là phe đối lập không cộng tác với lại chính quyền. Như vậy thì sẽ rất là trở ngại cho cái cuộc đàm phán mà theo cái thỏa ước hòa bình đã ký đó, thì sẽ đàm phán giữa chính phủ Afghanistan với lực lượng võ trang Taliban để mà đưa tới ngưng bắn toàn diện để tái lập hòa bình. Thì dự trù là đàm phán bắt đầu từ ngày 10 tháng 3, tức là đã bắt đầu đàm phán rồi trên nguyên tắc đó. Nhưng mà bây giờ một quốc gia hai chính phủ như vậy thì liệu có thể đàm phán được hay không? Và liệu là phe Taliban đó, họ có công nhận cái việc là chính phủ Afghanistan nào, ông tổng thống nào sẽ chính thức có quyền đàm phán để mà đi tới thỏa ước ngưng bắn toàn diện? Thì chúng ta biết là ngày hôm hôm thứ hai vừa rồi đó, là có một cái chuyện kỳ cục ở thủ đô Kabul, là ông đặc sứ Mỹ thì đi đến dự lễ nhậm chức của ông tổng thống đương nhiệm để bày tỏ là ủng hộ ông tổng thống Ghani. Trong khi đó thì nhiều giới chức ngoại giao của những quốc gia mà có đặt tòa đại sứ ở Afghanistan đã đến dự cái lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Abdullah. Và tình trạng nó bây giờ là như vậy. Chúng ta trở lại với cái chuyện quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan đợt 1. Theo cái thỏa thuận mà đã ký đó, thì quân đội Mỹ rút quân hoàn toàn không có liên quan gì đến cái chuyện mà chính trị ở Afghanistan ổn định hay không ổn định. Và cũng không có lệ thuộc vào cái kết quả của cái việc đàm phán giữa chính phủ Afghanistan với lực lượng võ trang Taliban. Cái việc Hoa Kỳ rút quân chỉ có tùy thuộc vào một điều mà thôi. Tức là Taliban có đáp ứng cái sự cam kết theo cái thỏa thuận đã ký với Hoa Kỳ. Một thỏa thuận là từ ngày 22 tháng 2 và một thỏa thuận vào ngày 29 tháng 2. Nghĩa là Taliban có thực hiện cái lời cam kết là ngăn chặn những nhóm hoặc là những cá nhân, kể cả cái nhóm khủng bố Al-Qaeda, để mà dùng lãnh thổ Afghanistan đe dọa an ninh của Hoa Kỳ và đồng minh hay không. Nếu Taliban thực hiện cái lời cam kết đó, nếu không có những cái hoạt động khủng bố mà gây ra ảnh hưởng tác động đến an ninh của Hoa Kỳ và đồng minh ở Afghanistan đó, thì Hoa Kỳ thi hành cái điều mà đã ký trong cái thỏa thuận rút quân, và Hoa Kỳ bắt đầu rút quân. Thì chúng ta biết là cái thỏa thuận ngày 29 tháng 2 đó là nó đi sau một cái thỏa thuận ngày 22 tháng 2 bắt đầu áp dụng, gọi là thỏa thuận giảm bạo lực một tuần lễ. Chúng ta đã nói với nhau về cái thỏa thuận này rồi. Và một tuần lễ giảm bạo lực kể từ ngày 22 tháng 2 đó là để cho quân đội Hoa Kỳ ở Afghanistan theo dõi và kiểm tra xem là Taliban có tuân thủ cái thỏa ước hay không. Và sau khi một tuần lễ không thấy có những cái chuyện đặt bom ở đường, pháo kích vân vân, thì Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ mới ký kết với Taliban cái thỏa thuận, gọi là, bây giờ chúng ta tạm gọi là thỏa thuận hòa bình tạm thời.
vào ngày 29 tháng 2. Thì có một cái dấu hiệu tốt nếu mà chúng ta muốn trong cái tình hình đang hỗn loạn, đang rắc rối như vậy Afghanistan, nếu có một dấu hiệu tốt mà cần ghi nhận thì đó là cái dấu hiệu ngày hôm qua, ngày thứ Tư 11 tháng 3, có một cái tin là Tổng thống Ashraf Ghani đã ký cái sắc lệnh phóng thích 1.500 tù binh của Taliban mà chính phủ Afghanistan đang giam giữ. Và 1.500 tù binh đầu tiên này sẽ được phóng thích trong vòng 15 ngày kể từ ngày thứ Bảy, ngày 2 ngày nữa đó. Và mỗi ngày phóng thích 150 người, mỗi ngày phóng thích 100 người cho đến khi xong 1.500 người, rồi ngồi xuống bàn đàm phán. Và theo phát ngôn viên của Tổng thống Ghani đó, thì hai bên ngồi vào bàn đàm phán rồi, và nếu mà Taliban tôn trọng cái lời cam kết giảm bạo lực đó, thì chính phủ Afghanistan sẽ tiếp tục phóng thích 500 tù binh mỗi 2 tuần lễ. Và như vậy cho đến khi phóng thích toàn bộ 3.500 tù binh còn lại, tức là cộng lại là chính phủ Afghanistan đang giam giữ 5.000 chiến binh Taliban. Và như vậy đã Tổng thống Ghani đã ký cái sắc lệnh là phóng thích làm 2 đợt. Và hy vọng là Taliban đồng ý cái điều mà chính phủ Afghanistan đưa ra, tức là phóng thích tù binh Taliban làm 2 đợt như vậy. Nếu đồng ý thì cái tiến trình đàm phán có thể diễn ra được, và đó là cái điều mà chúng ta đang hy vọng đã diễn ra. Thì chúng ta thấy là hồi ngày 29 tháng 2 đó, thì không phải là chỉ có Mỹ với Taliban ký với nhau một cái thỏa thuận mà thôi, mà song song đó thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cũng có ký cùng với Tổng thống Ashraf Ghani của Afghanistan một cái bản tuyên bố chung. Và bản tuyên bố chung đó cũng được công bố cũng trong ngày 29 tháng 2. Và như vậy thì những yếu tố đó đã đưa đến cái việc là Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Bộ trưởng Esper đã chấp thuận cái việc là rút quân đợt 1 của quân đội Hoa Kỳ. Và cái việc mà rút quân như thế nào đó thì giao cho cái lực lượng quân sự ở Afghanistan điều động. Cho nên phát ngôn viên lực lượng quân sự Hoa Kỳ, chúng ta đã nhắc đến ông này, tức là ông Đại tá Sonny Lackett, ông cho biết là quân số Mỹ đang đồn trú ở Afghanistan sẽ được rút đợt 1. Và như vậy là rút bao nhiêu? Rút xuống còn 8.600 binh sĩ. Và việc rút quân đợt 1 sẽ được thực hiện trong vòng 135 ngày, tức là 4 tháng rưỡi. Trong 4 tháng rưỡi sẽ rút xuống còn 8.600 người. Và theo cái thông cáo báo chí của lực lượng Hoa Kỳ ở Afghanistan đó, thì quân đội Mỹ rút quân nhưng mà vẫn duy trì tất cả những phương tiện quân sự và các cấp chỉ huy để mà hoàn tất những mục tiêu đã đặt ra. Trong cái mục tiêu đó thì có cái việc là thực hiện các cuộc hành quân tiêu trừ khủng bố Al-Qaeda và khủng bố ISIS và hỗ trợ cho lực lượng quốc phòng và an ninh của Afghanistan. Và như vậy thì sau khi mà cái số binh sĩ mà rút xuống còn 800 từ 13.000 người đó, sẽ rút xuống còn 8.600 binh sĩ đó, thì lúc đó theo Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thì tướng chỉ huy lực lượng quân sự Hoa Kỳ ở Afghanistan, tức là tướng Scott Mueller, sẽ ngưng cái tiến trình rút quân lại để mà thẩm định tình hình rồi mới sẽ có rút quân tiếp. Nếu mọi việc là diễn tiến tốt đẹp thì Hoa Kỳ mới tiếp tục rút quân. Và cái kế hoạch dài hạn là 13.000 binh sĩ ở Afghanistan sẽ được rút hết về nước trong vòng 14 tháng, với điều kiện là tất cả mọi điều được thực hiện theo cái sự cam kết. Hay nói một cách khác là nếu Taliban không có trở mặt, hoặc là Taliban không kiểm soát được những cái lực lượng khủng bố mà vẫn gây ra những cái hoạt động khủng bố, thì cái việc rút quân sẽ được ngưng lại sau 4 tháng rưỡi nữa, tức là khi mà quân số còn lại 8.600 binh sĩ. Thì thưa quý khán giả, chúng ta vắn tắt nói về cái tình hình Afghanistan như vậy, chúng ta cũng vắn tắt lập lại với nhau là nếu mà quân đội Hoa Kỳ rút hết được khỏi Afghanistan thì đó sẽ là sự kết thúc một cuộc chiến dài nhất
mà Hoa Kỳ từng tham chiến, tức là hơn 18 năm. Tại sao 18 năm thì quý khán giả chắc chắn là còn nhớ là quân đội Hoa Kỳ và đồng minh bắt đầu đổ vào Afghanistan là cuối năm 2001. Và tại sao lại có đổ quân vào Afghanistan là vì ngày 11 tháng 9 năm 2001 thì khủng bố Al-Qaeda đã tấn công nước Mỹ. Đó là cuộc tấn công 911 đó. Và cuối năm đó thì là quân đội Hoa Kỳ cùng với quân đội đồng minh kéo vào Afghanistan, lật đổ chế độ cầm quyền, lúc đó là chế độ Taliban. Lật đổ chế độ cầm quyền này và xây dựng một chế độ dân sự. Và lúc đó là cái tổng thống ở Afghanistan đầu tiên được bầu lên là ông Hamid Karzai. Và chúng ta biết như vậy. Và bây giờ về quân số Hoa Kỳ ở Afghanistan thì là bao nhiêu? Thì thưa quý khán giả, từ năm 2002 cho đến năm 2008, tức là dưới hai thời tổng thống George W. Bush và tổng thống Barack Obama, thì dưới hai thời tổng thống này, quân đội Hoa Kỳ cứ đôn lên hoài và lên tới 100.000 binh sĩ, 100.000 binh sĩ Hoa Kỳ đóng ở Afghanistan. Đến năm 2011 thì tổng thống Obama mới bắt đầu rút quân về nước. Và đến năm 2017 thì đã có lúc là quân số Hoa Kỳ Afghanistan năm 2017 đã có lúc xuống chỉ còn có 8.400 binh sĩ mà thôi. Nhưng mà rồi thì lại có chuyện là vì Taliban hồi năm 2004 là bắt đầu lại xây dựng lại cơ sở, bắt đầu tấn công chính phủ Afghanistan. Và cái tình hình Taliban thực hiện các cuộc tấn công quân sự và với chính phủ Afghanistan đã càng lúc càng tăng lên. Đến năm 2017 thì tình hình tệ lắm, tức là Taliban mở cuộc tấn công khắp nơi, giết hại rất nhiều binh sĩ của Afghanistan đã đành rồi, mà còn giết hại dân chúng Afghanistan nữa. Và tình hình tệ như vậy, cho nên đến năm 2018 thì lúc đó là Tổng thống Donald Trump đã nắm quyền và ông đã quyết định tăng viện thêm 3.000 binh sĩ, đưa thêm 3.000 binh sĩ qua Afghanistan và đồng thời thực hiện các cuộc không kích để mà giúp chính phủ Afghanistan ổn định lại tình hình. Đó là chúng ta tóm tắt cái diễn tiến, và như vậy đã đưa tới cái việc là quân số Hoa Kỳ ở Afghanistan là cho đến cuối tuần rồi đó là 13.000 binh sĩ, và bây giờ là bắt đầu rút quân đợt 1. Trong 4 tháng rưỡi nữa chúng ta có thể chờ đợi là quân số Hoa Kỳ ở Afghanistan sẽ xuống còn 8.600 binh sĩ, và sau đó lại là một cuộc thẩm định tình hình trước khi tiếp tục rút. Thưa quý khán giả, chúng ta nói về cái việc rút quân như vậy là theo cái thỏa ước đã ký kết giữa Mỹ và lực lượng vũ trang Taliban, và hy vọng là cái giữa lực lượng vũ trang Taliban và chính phủ ở Afghanistan, bây giờ chưa rõ là hai ông tổng thống này sẽ điều đình với nhau như thế nào để ngồi vào bàn đàm phán với Taliban. Nhưng mà hy vọng là cuộc đàm phán sẽ bắt đầu diễn ra. Nhưng mà trong khi đó thì cái việc một quân đội Hoa Kỳ rút quân là đã gây ra một cái phản ứng ở nước Mỹ. Thì chúng ta ghi nhận cái phản ứng đó là cái quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ và đưa xuống Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ để thi hành. Thì cái việc rút quân này đã khiến cho một vài nhà lập pháp của Quốc hội Hoa Kỳ đã tỏ sự lo lắng. Và chúng tôi xin nói ngay là những cái phản ứng mà chúng ta ghi nhận từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ đó đều là từ các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa chứ không phải là Đảng Dân Chủ. Cụ thể nhất là ai? Là một vị thượng nghị sĩ mà rất thân cận với Tổng thống Donald Trump, đó là thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Ở bên phía Hạ viện thì là dân biểu Liz Cheney. Những nhân vật này đã gửi thư và đã có những lời phát biểu ở trên các cuộc phỏng vấn truyền hình, bày tỏ cái sự quan ngại. Tức là nếu mà quân đội Hoa Kỳ thực hiện đúng cái thỏa ước đã ký với lại Taliban đó, mà rút quân đợt 1 xong rồi rút quân đợt 2 thì rất là nguy hiểm.
Bởi vì không ai dám tin tưởng ở thiện chí của một cái lực lượng vũ trang như là Taliban. Đó là điều mà Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã phát biểu khi mà ông được phỏng vấn về cái việc quân đội Hoa Kỳ rút khỏi Afghanistan. Ông Graham có nhấn mạnh là chúng ta không thể tin tưởng được Taliban, cho nên phải để lại một lực lượng ở Afghanistan. Bao nhiêu thì phải tính toán. Chính phủ Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, các vị tướng lãnh phải tính toán để lại một lực lượng quân sự cộng với một lực lượng tình báo, tức là tình báo của cơ quan tình báo trung ương CIA đó, để mà theo dõi tình hình. Nếu mà Taliban trở mặt thì còn có thể phản ứng kịp thời. Và đó là một cái lời phát biểu mà chúng ta ghi nhận là từ Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, là vị Thượng nghị sĩ rất là thân cận với Tổng thống Trump. Và ở bên Hạ viện thì chúng ta cũng biết rằng là dân biểu Liz Cheney đã vận động một số các đồng viện để mà ký một lá thư chung gửi cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cũng nêu ra cái sự quan ngại tương tự. Thì chúng ta ghi nhận tất cả những cái điều đó, chưa biết rằng là rồi thì Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ theo dõi tình hình và sẽ thực hiện cái tiến trình rút quân như thế nào. Tức là những cái lợi, sự quan ngại của các nhà lập pháp Hoa Kỳ có ảnh hưởng gì đến cái điều mà Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hiện đang thực hiện, tức là thực hiện cái tiến trình rút quân đợt 1 theo đúng cái thỏa thuận đã ký với lại lực lượng võ trang Taliban. Chúng ta phải theo dõi, và chúng ta biết rằng là 135 ngày đó, kể từ ngày thứ bảy này đó, thì chúng ta hiểu rằng 4 tháng rưỡi tới sẽ là cái thời gian để mọi người theo dõi tình hình ở Afghanistan, xem rằng cái việc rút quân đợt 1 của Hoa Kỳ có ảnh hưởng gì đến an ninh lãnh thổ ở Afghanistan, có ảnh hưởng gì đến an ninh của lực lượng quân đội Hoa Kỳ và đồng minh đang đóng ở Afghanistan hay không. Đồng thời chúng ta cũng phải theo dõi xem là tình hình chính trị ở Afghanistan có tươi sáng thêm một chút nào hay không, hay là vẫn tiếp tục chìm trong khủng hoảng với hai nhân vật cùng tuyên bố là tổng thống của đất nước Afghanistan. Thì chúng ta tạm thời tóm tắt về tình hình Afghanistan như vậy. Chúng ta sẽ phân tích với nhau tiếp về tình hình Hoa Kỳ, và chúng ta sẽ đặc biệt chú ý đến những tin tức mới nhất, tức là những tin tức ngày hôm nay, ngày thứ năm, 12 tháng 3, liên quan đến dịch bệnh coronavirus. Bây giờ chúng tôi xin trở lại với cô Lê Ngọc.